Với nhiều người dân Hà Nội, hình ảnh những người làm nghề phát hành báo ngồi cặm cụi phân loại từng tờ báo in dọc những con phố gần trung tâm thủ đô như Đình Lễ, Nhà Trung đã trở nên quen thuộc. Trải qua bao thăng trầm, điều này đã dần trở thành một nét thân quen trong văn hóa của thủ đô, nhìn nét rất riêng trong hoài niệm về một thời hoàng kim của những tờ báo giấy mộc mạc. Từ 4 giờ, khi trời còn tờ mờ sáng, mọi người đang chìm trong giấc ngủ, thì những người làm nghề phát hành báo bắt đầu bước vào một ngày làm việc. Họ tập trung đông đúc trước cổng những nhà in báo. Mỗi người một công việc, thoăn thoắt xếp báo, phân loại đầu báo, đóng gói rồi vận chuyển. Những người lao động ở đây mỗi sáng đều vội vã làm việc để mang thông tin mới nhất đến độc giả. Xen kẽ trong sự tất bật là đôi ba câu chuyện của những người phát hành báo. Đó là về cuộc sống mưu sinh hàng ngày khó khăn khi những người tìm đến báo in ngày càng ít. Thay vào đó, độc giả tìm đến báo mạng ngày một nhiều hơn. Làm này có mấy tiếng là được hơn 2 triệu. Tôi làm vì niềm vui, vì rèn luyện thể lực chứ không phải vì tiền. Nhưng tôi làm có mấy tiếng và tôi cũng không bị áp lực đồng tiền, cho nên là tôi làm thấy rất thoải mái và vui. Với công việc phát hành báo thế này, dùng cái từ là đẹp là phát hành báo, thì đến tay các bạn đọc, đấy là niềm vui của chúng tôi. Tôi gắn bó giấy từ năm 25 tuổi, thì năm nay tôi 65, thì cũng lâu rồi, tức là phải 40 năm. Mỗi buổi sáng thì tôi cứ muốn làm gì cứ phải cầm tờ báo đầu nó mới yên tâm. Đấy thì làm gì làm. Những cái báo giấy thì sau khi đọc những cái từ ngữ họ viết ở trong báo ấy, những cái đoạn nào hay thì mình lại dừng lại, mình gập cái tờ báo lại, mình suy nghĩ, mình ngẫm nghĩ xong mình lại tiếp tục. Đấy thì nó có thời gian như thế và nó thành thói quen. Chứ đọc cái báo ở cái điện thoại thì nó có cái ánh đèn ra thì nó cũng chói mắt, hình như là nó chưa quen. Cứ như thế, từ trung tâm phát hành về hè, các đầu báo sẽ tỏa đi khắp thủ đô để đảm bảo báo đến tay người đọc trước 7 giờ sáng. Thời kỳ công nghệ 4.0, báo chí 4.0, nhiều người, nhất là người trẻ, gần như quên mất sự tồn tại của báo in và quên cả sự tồn tại của những người làm công việc thầm lặng, phát hành báo. Công việc thầm lặng gần như vô danh, trái ngược với hình ảnh tất bật thường nhật của những người phát hành báo. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận sức sống riêng biệt của những tờ báo in cùng những người lao động nhọc nhằn trên những dãy phố, đưa những con chữ còn thơm mùi mực đến với người đọc.